Cú sụt giảm 2 triệu đồng vào cuối tuần vừa qua đã làm cho rất nhiều người hoang mang về cái câu chuyện giá vàng trong nước đã có một cái cú gọi là cú sụt bất ngờ và gây ra rất nhiều cái lo lắng cho mọi người. Vậy thì chia sẻ trong vòng 10 phút của video ngày hôm nay thì sẽ làm rõ với anh chị và các bạn để anh chị và các bạn hiểu hơn là tại sao lại có một cái cú sụt bất ngờ như vậy. Liệu có phải là giá vàng thế giới đã có một cái cú sụt mạnh như vậy hay không? Hay nguyên nhân nào đã khiến cho giá vàng sụt và làm cho nhiều người hoang mang như vậy? Vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9 thì hiện nay giá mua vào của vàng SJC một lượng và 10 lượng là 58.500.000 đồng. Và giá bán ra của vàng SJC một lượng và 10 lượng là 60.300.000 đồng. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái giá bán ra để nói về cái sự chênh lệch giá của ngày hôm cuối tuần thứ 6 và ngày hôm nay, để ta thấy được rằng là giá vàng trong ngày Chủ nhật và ngày thứ 7 đã bị sụt so với cái mức giá bán ra cao nhất, đỉnh điểm nhất, mà là chính là cái giá mà nhiều người đã mạnh dạn bỏ tiền ra giải ngân vào ngày thứ 7 thì ngay lập tức đã bị thiệt hại lên tới cái con số gọi là 3-4 triệu đồng. 3-4 triệu đồng, đây là một trong những mức thiệt hại rất là nặng, 5%. Và có thể trong buổi tối ngày thứ 7 và hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay thì có nhiều người còn đang bị, tức là đau đầu, nhức đầu, mệt mỏi, chán nản vì cái câu chuyện sụt giảm trong một ngày thì bị mất đi một cái số tiền lớn như vậy. Thực ra mà nói thì với dân đầu tư tài chính, câu chuyện tăng 7%, 10% trong một phiên và giảm 7%, 10% là rất là bình thường. Nhưng đối với những người đầu tư vàng miếng, đầu tư lâu dài, kỳ vọng lợi nhuận cũng vừa phải thì mức suy giảm như vậy thì thực sự là cái đáng lo ngại. Do đó thì chúng ta sẽ làm rõ vài ý như sau. Cái ý thứ nhất mà chúng ta muốn nói tới, muốn trao đổi với anh chị và các bạn là cứ mỗi khi, mỗi lần, mỗi ngày, mỗi trong những cái đợt mà thị trường vàng thế giới tăng mạnh thì vàng trong nước không những tăng mạnh tương tự mà còn tăng mạnh hơn so với giá vàng thế giới. Cái việc mà giá vàng trong nước á tăng mạnh hơn, thậm chí là có lúc, có thời điểm là đắt hơn cả giá vàng thế giới lên tới từ 1 tới 2 triệu đồng. Nó là một trong những cái nguy cơ mà nó luôn luôn tiềm ẩn cái rủi ro rất lớn. Khi mà cái biến động của thế giới nó chỉ cần lệch đi một tí, trái chiều một chút, quay đầu giảm điểm một tẹo thôi thì giá vàng trong nước ngay lập tức giảm điểm. Và thậm chí như giá vàng thế giới còn chưa giảm bao nhiêu cả, chỉ giảm một tí tẹo thôi, vài chục đô thôi, thì giá vàng trong nước cũng đã lao đầu như chưa bao giờ có cái việc lao đầu. Nguyên nhân chính không phải là câu chuyện của giá vàng thế giới giảm điểm hay là suy giảm hay là chấm dứt đà tăng. Về cơ bản chúng ta phải thấy như thế này này. Phiên giao dịch ngày 7 tháng 8 năm 2020, vàng thế giới có thời điểm cao nhất mà trên biểu đồ màn hình hiện nay tháng đang xem thì nó nằm ở cái mức đó là 2.075 đô la Mỹ trên một gọi là trên một troy ounce. Tức là quy đổi ra giá vàng trong nước thì chúng ta cũng đã có những cái công thức để tính rồi, nhưng chúng ta sẽ tính cái câu chuyện là so với thời điểm ngay bây giờ thì giá vàng thế giới là bao nhiêu. Thì ngay bây giờ đóng phiên vào cuối ngày thứ 7 thì giá vàng thế giới là 2034, tức là từ 75 mà về 34 thì chúng ta có thể tính nhanh là nó tụt đâu đó khoảng tầm 40 đô, tức là khoảng 800.000, hơn 800.000, gần 900.000 gì đấy. Nhưng mà ngay lập tức thì giá vàng thế giới đã đao luôn về 60.300.000 từ cái mốc cao điểm của giá vàng thế giới trong cái ngày giao dịch cuối tuần mà trên cái trang gọi là Kinh tế và Cuộc sống, được gọi là cái nhóm Kinh tế và Cuộc sống trên Facebook. Chúng tôi đã đăng cập nhật thường xuyên các thông tin của thị trường và chụp lại, sao chép lại hoặc thậm chí là chụp màn hình để lưu lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ của giá vàng thế giới. Thì có một cái khoảnh khắc mà giá vàng thế giới đã lên tới mức 62.300.000 đồng. Như vậy là nó đã mất đi 2 triệu đồng từ so cái giá bán của cuối ngày thứ 6 và với cái giá bán của gọi là cuối ngày thứ 7.
Ngoài ra thì anh chị và các bạn phải lưu tâm một điều rằng là cái lệch nhau giữa giá mua và giá bán nó đã lệch gần tới 1,8 triệu, có thời điểm lên tới 2 triệu đồng. Thì anh chị và các bạn chỉ cần mua thôi, ra khỏi tiệm, ngay lập tức quay lại bán cho tiệm vàng thì tiệm vàng mua lại với giá thấp hơn 1,8 triệu. Và như vậy anh chị và các bạn đã lỗ đi 1,8 triệu rồi, lại thêm cái câu chuyện giá vàng mà nó bị giảm như thế này nữa, thì anh chị và các bạn cộng dùm cho Thắng là 2 triệu đồng so với cái giá bán bị chạch xuống, cộng với 1,8 triệu chênh lệch, chúng ta mất toi 3,8 triệu đồng. Anh chị và các bạn, 3,8 triệu đồng trên cái mức giá khoảng 60-62 triệu đồng một cây chi phí vốn, thì chỉ sau một đêm thôi, có nhiều người nằm mơ cũng không mơ ra được là chúng ta chỉ kỳ vọng ở vàng ở mức vừa phải, hầm trú ẩn, ai ngờ chui vào hầm trú ẩn rồi mà còn bị bom nó táng vào mặt, thế mới đau chứ lại. Công nhận là câu chuyện của vàng, đầu tư vàng miếng chưa bao giờ dễ ăn một chút nào, chưa bao giờ ngon ăn một chút nào, hay có thể nói rằng là chưa bao giờ dễ dàng một chút nào. Cái tâm lý của phần lớn anh chị và các bạn đều có một cái tâm lý chung, đó chính là cái tâm lý sợ mất cơ hội. Tâm lý sợ mất cơ hội, tâm lý sợ gọi là sợ bị trễ cơ hội, sợ bị mất cơ hội. Và cái tâm lý sợ bỏ lỡ này nó đã làm cho anh chị và các bạn thường hay lao vào bất kỳ lúc nào. Và thêm vào đó nữa thì anh chị và các bạn không đánh giá hết được những rủi ro. Đó chỉ là phần nỗi của tảng băng chìm. Tảng băng chìm ở đây là gì? Đây mới là bản gốc của tảng băng chìm, thưa quý vị và các bạn. Đó chính là gì? Đó chính là câu chuyện nếu chúng ta sử dụng các công thức một cách đầy đủ để quy đổi giá vàng thế giới ra giá vàng trong nước vào buổi chiều ngày thứ Sáu. Vào thời điểm cao điểm của giá vàng trong nước 62,200,000 đồng bán ra, chúng ta đã thấy có một sự chênh lệch không hề nhỏ giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước. Con số là bao nhiêu? Anh chị và các bạn thử lấy giá vàng cao điểm của thế giới vào lúc 2.075 đô la Mỹ trên một troy ounce, quy ra giá vàng Việt Nam so với con số 62,200,000 đồng, xem nó có lệch không. Và cái lệch này nó đã làm cho cơ quan điều hành bực mình, hay nói cách khác là làm cho cơ quan điều hành cần phải suy nghĩ, cân nhắc, quan tâm. Người ta hay nói một câu chuyện rất là giản đơn thế này, anh chị và các bạn lưu ý thế này. Về cơ bản cuộc sống ở ngoài kia, chúng ta đều phải sống theo một quy tắc. Mọi vấn đề của xã hội đều có quy tắc. Và pháp luật điều chỉnh làm cho con người cần phải có quy tắc. Chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy đèn đỏ phải dừng lại, đó là quy tắc tham gia giao thông. Chúng ta làm kinh doanh trong một lĩnh vực gì đó, chúng ta đều phải tuân thủ pháp luật của nhà nước quy định về cái lĩnh vực ngành nghề kinh doanh. Và chúng ta kinh doanh vàng hay bất kỳ một thứ hàng hóa gì, chúng ta cần phải có một quy tắc, nó gọi là cái quy tắc giản đơn theo quy luật tự nhiên, tránh việc đầu cơ thổi giá, đẩy giá hay gây bất ổn thị trường, gây ra cái câu chuyện có dấu hiệu của cái hành vi tích trữ đầu cơ, thì cơ quan chức năng chắc chắn sẽ vào cuộc. Và cái vòng tròn đó nó được quy định rằng các ông lớn trong ngành vàng từ SJC và các tiệm vàng cần phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của cái việc điều hành giá vàng. Nếu không, bằng cách này hay cách khác, cơ quan chức năng sẽ có cách để gọi là nắn gân anh chị và các bạn. Và giá vàng chúng tôi đã thấy được một bài báo vào cuối tuần liên quan đến câu chuyện, dù nó là đúng hay là sai, dù nó là có thể điều tiết được hay không điều tiết được, tức là ngân hàng nhà nước phát đi thông điệp có thể bình ổn giá vàng bằng việc sử dụng 300,000 cây vàng hiện nay có trong dự trữ của
của Ngân hàng Nhà nước để có thể phát đi thông điệp rằng là vàng miếng không thiếu trong nền kinh tế. Hoặc là liệu vàng miếng có thiếu hay không? Nếu như giá vàng cứ tăng nữa thì Ngân hàng Nhà nước có bình ổn được hay không? Đây về cơ bản nó gọi là một trong những cái lý thuyết liên quan đến gọi là chính sách phát đi cái thông điệp kỳ hạn ấy. Tức là phát đi cái thông điệp của tương lai để điều phối trong một cuốn sách mà tôi đang đọc thì nó gọi đó là hướng dẫn kỳ hạn. Hướng dẫn kỳ hạn là một loại công cụ được sử dụng bởi ngân hàng trung ương của các nước nhằm thể hiện ảnh hưởng của nó tới chính sách tiền tệ và chính sách của các vấn đề xã hội, nhằm dự báo đưa ra và phát đi cái thông điệp chính sách của mình để có thể điều hướng các cơ quan, các chủ thể trong cái lĩnh vực kinh doanh để họ có định hướng cụ thể hơn trong cái câu chuyện là phải điều hành, phải phối kết hợp như thế nào cho phù hợp. Và câu chuyện của Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp như vậy thôi đã đủ để có thể gọi là đánh rắn động cỏ, hay có thể nói là phát đi một cái thông điệp quản trị điều hành một cách quyết liệt và nói với các đơn vị tham gia, các đơn vị thành viên trong cái việc kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức. Và một doanh nghiệp lớn nhất trong ngành kinh doanh vàng của Việt Nam hiện đang thuộc sở hữu của nhà nước, đó là vàng SJC, là cần phải điều hành mềm mỏng để có thể bình ổn giá, không được phép hoặc không được tận dụng cái tình hình để đầu cơ thổi giá. Ngay lập tức câu chuyện giá vàng thế giới chưa giảm bao nhiêu, giá vàng trong nước đã phải trả về đúng với cái giá trị của nó, tức là tự quy đổi mang tính chất tương đương, không được phép cao hơn thế giới. Nếu cao hơn thế giới, chúng tôi có thể mở thêm hạn ngạch để nhập của thế giới về để bình ổn, hoặc thậm chí dùng quỹ lượng dự trữ vàng để có thể sử dụng trong cái câu chuyện bình ổn, bất chấp câu chuyện là lời lỗ. Hay có nói cái khác là câu chuyện bình ổn của Việt Nam và một số cái quốc gia theo cái thể chế chính trị của chúng ta thì rất nhiều trong số đó là sẽ là bình ổn thị trường, tránh gây ra những cái ảnh hưởng đến các cái thị trường và các cái kênh kinh tế khác. Do đó thì giá vàng một phần nào đó đã bị ảnh hưởng, đã tụt lại cũng một phần do nguyên nhân này. Đó là do cái góc nhìn cá nhân của chúng tôi, góc nhìn đánh giá của nhóm Kinh tế và Cuộc sống. Hy vọng rằng nó là một góc nhìn đúng, nó là một góc nhìn phù hợp. Và cũng nhờ vào những cái góc nhìn như vậy, anh chị và các bạn có thể nhìn rõ hơn câu chuyện của vàng, nhìn rõ hơn những cái câu chuyện tiềm ẩn rủi ro, nhìn rõ hơn cái nó gọi là cái tâm lý sợ bỏ lỡ. Cái tâm lý sợ bỏ lỡ là một trong những cái tâm lý thực sự là chúng ta cần phải rất lưu tâm. Và anh chị và các bạn cũng mong rằng đã tháo gỡ được phần nào những cái băn khoăn của anh chị và các bạn. Và với những cái video gần đây về cái câu chuyện dự báo giá vàng trong dài hạn, nó sẽ tốt hơn, tích cực hơn, và thậm chí nó có thể đi vào một cái xu hướng giảm điểm, hoặc là giá vàng thế giới nó sẽ điều chỉnh một chút để tích lũy, test lại cái vùng đỉnh cũ 10 năm 1920 trong cái khoảng biên độ 1800 đến 1900, để có thể đi xa hơn, đi lâu hơn, đi sâu hơn và đi cao hơn. Thậm chí có những cái điên khùng của Admin Lê Văn Thắng đã từng nghĩ tới con số 230 triệu đồng trên một lượng, 10.000 đô cho một lượng. Anh chị và các bạn có thể xem lại hai video gần đây nhất để có thể hiểu rõ được tại sao ông Thắng Admin đã nghĩ tới những con số điên khùng như vậy. Thì anh chị và các bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn. Đừng buồn vì những câu chuyện chúng ta đã chót mua phải giá vàng giá cao. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, thành quả sẽ đến với anh chị và các bạn. Cũng chỉ vì một vài cái gọi là biến động ngắn hạn sẽ không làm cho anh chị và các bạn gục ngã được đâu. Nên anh chị và các bạn cũng hãy bỏ qua những cái đó đi để có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Cũng như anh chị và các bạn cứ ném vàng vào trong két đi. Một cây vàng nó vẫn là một cây vàng. Dù ở ngoài kia trời to, trời có gió to, bão có lớn, nước có ngập lên đến tận gọi là nách nhà, thì một cây vàng của anh chị và các bạn vẫn là một cây vàng, nó không thay đổi, nó vẫn là vàng 4 số 9. Do đó anh chị và các bạn cứ để thời gian để trả lời, và hy vọng rằng là cái sự thua lỗ ngắn hạn của anh chị và các bạn không làm cho anh chị và các bạn
không chỉ mất tiền mà có thể là lại còn mất thêm sức khỏe. Hy vọng anh chị và các bạn vui vẻ lên nhé, và chúng ta sẽ gặp lại Thắng Hơi, gặp lại Kinh tế và Cuộc sống trong những cái video trao đổi và cập nhật tình hình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian để lắng nghe video này. Cảm ơn anh chị và các bạn luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Kinh tế và Cuộc sống. Cảm ơn anh chị và các bạn đã để lại cho Thắng những cái like yêu thương, để lại dấu chấm bình luận để tăng cái phần rank cho cái video này. Cũng như anh chị và các bạn nếu được hãy chia sẻ cái video này lên trên tường cá nhân Facebook của anh chị và các bạn với cái tựa đề là Admin khùng 230 triệu vàng mà cũng nghĩ được. Ok anh chị và các bạn, thân chào và hẹn gặp lại.